Rồi, chú ý lại. Như vậy thì giả sử tí nữa chúng ta lưu bài là các bạn chọn cái Google Drive của một cái tài khoản nào đó các bạn muốn lưu. Ví dụ tí nữa thầy sẽ lưu vô tài khoản là T Quy Bình. Tài khoản này là tài khoản cá nhân. Lưu vô đây. Các bạn tạo trước giúp cho thầy một cái folder short 203. Đây là môn học của mình. Trong cái Google Drive các bạn tạo trước cái folder ở đây. Vô Google Drive để new folder nhé. Tạo folder mới. Và gõ vô là SOA203. Đó là việc đầu tiên. Việc thứ hai, bạn sẽ lên cái trang Royal. Enter. Và các bạn sẽ chọn cái tài khoản. Chọn cái tài khoản. Tại trước đây thầy đang lưu ở trong cái bình TQ7FPT. Bây giờ thầy muốn chọn cái tài khoản khác là TQ Bình. Chọn tài khoản TQ Bình, lưu vào TQ Bình. Và nó là cấp quyền không? Có. Tiếp tục. Cho phép cái Royal lưu vào đây. Rồi. Đổi tài khoản ha. Đổi tài khoản. Và chúng ta sẽ tạo một cái file mới. Create new. Chọn là theo mẫu hoặc là chọn trắng. Một cái bảng trắng. Mình chọn trắng ha. Rồi. Tạo. Và nó hỏi là sử dụng thư mục gốc không? Không. Mình phải chọn vô đúng cái thư mục của mình. Sort. Rồi, chia buồn luôn. Lại nào. Bất quá tam nhé. Rồi, chỗ này các bạn đặt cái tên luôn chỗ này cũng được nè. Đặt cái tên ở đây. Ví dụ của thầy đi, số thứ tự nhiêu các bạn? 00. Mã số sinh viên BS18300. Quang Bình Lab 1. Được không? Đó là thông tin của các bạn. Số thứ tự, mã số sinh viên, tên Lab 1. RA. Đấy. Chưa đồng bộ. Đồng bộ lại coi. Sao nó không cho đồng bộ ta? Chọn tất cả. À quên. Tự kết nối với lại Google Drive. Cho phép xem. Chỉnh sửa tạo. Xóa. Ok. Rồi tiếp tục. Vô không? Vô. Chọn thư mục. Ừ, được hen. Rồi. Đây, trong này nó có thư mục là SOA203. Khi mà các bạn chọn ở đây thì các bạn bấm vô thư mục thôi chứ đừng có double click mở vô. Mình chọn ví dụ đây nè, chọn xanh nè. Cho nó chọn màu xanh thôi chứ đừng có mở vô trong nha. Mình chọn select. Chọn thư mục. Rồi, đây, để có thông tin nè. Và bây giờ, ở trong này, các bạn sẽ tạo cho thầy hai bay. Bay thứ nhất là các bạn chọn bay logic. Bay thứ hai,
Bạn chọn B là vật lý. Logic thì các bạn vẽ cái mô hình này. Trong mô hình của các bạn sử dụng bao nhiêu thiết bị? Có modem, có switch. Nếu như mà cần thì bạn sẽ ghi switch này bao nhiêu bột? 16, 24, 48 gì đó. Bạn ghi ở đây. Và nếu như mà cái phòng xưởng của mình nó rộng, mình có thể xài 2 switch, thì bạn sẽ nối từ modem ra đây switch 1, đây ra đây switch 2. Và máy ở đây, giả sử mình có 60 máy, thì switch 1 mình nối 30 máy, switch 2 mình nối 30 máy. Vậy switch 1 bao nhiêu bột, switch 2 bao nhiêu bột? Tùy các bạn, để các bạn có được cái hệ thống mạng của mình. Và cái đó là chúng ta gọi là mạng logic. Tiếp theo, và các bạn sẽ khảo sát cái xưởng của mình giống như là thầy đã vẽ trên bảng. Xưởng của mình bố trí bao nhiêu dãy bàn, bố trí hai bên. Ở bên góc này thì có phòng của giảng viên. Rồi có cửa đây, người ta vẽ mô tả cái cửa nè. Thì trong cái Royo nó cho các bạn những cái hình này luôn. Bạn chỉ kéo thả thôi. Nó có cái phòng luôn. Mình kéo cái phòng ra. Đó. Rồi sau đó thì mình sẽ vẽ trên cái Royo. Đây. Rồi ok. Cái này mình đang vẽ thôi nha. Và các bạn sẽ copy cái thông tin này giúp thầy nè. Copy. Ok. Các bạn chọn share. Và tạo file cái share trước cho thầy cái. Chưa vẽ gì hết, share trước đi. Sao lâu vậy nhỉ? Google Drive. Ok. Add share. Add share. Các bạn share cho bình TQ7 lời nhắn. Lời nhắn gửi. Rồi, như vậy thì bên mail của thầy sẽ nhận được bài của các bạn về cái phần thiết kế. Bài tiếp theo là bài số 3, là xác định mô hình của các bạn là dùng mô hình gì. Chọn phương tiện truyền dẫn, tức là trong này bạn chọn modem gì. Nếu như mà bạn xài modem ADSL của nhà mạng cung cấp thì bạn ghi là modem ADSL do nhà mạng cấp. Switch này bạn chọn con switch gì, bao nhiêu bột. Nếu có cái số hiệu của switch thì bạn mô tả trong câu 3 luôn. Rồi à, mà cái access point là cái bộ mà phát wifi, bạn đang xài thiết bị gì thì bạn ghi cái thông số của cái thiết bị đó luôn. Lựa chọn dụng cụ để bấm đầu dây mạng. Hôm trước chúng ta có giới thiệu cái kèm Nhật Tảo 50.000 một cây, hay là kèm xịn 1-2 triệu một cây. Tùy các bạn, cứ lên search bất kỳ cái kèm nào, bỏ vô đây và các bạn đưa cái loại kèm đó ra. Đầu bấm, mình dùng đầu bấm gì? Mình dùng cáp gì? À, 5E hoặc 6E. Đây ra 5E hoặc 6E. Như vậy mình lên mình search luôn cái thùng dây mạng 5E hoặc 6E. Đầu bấm gì các bạn? Hôm trước mình nói đầu bấm nhiêu?
30k, Shopee 50 đầu, đúng không? Hay là đồ bấm xịn 5.000 cái, thì mình cứ đưa ra. Ví dụ như là mình bấm cho 60 cái máy ở xưởng, thì mình cần mấy hộp đồ bấm? 2 hộp, 3 hộp, tùy mình. Mình cứ tính số lượng, một hộp là 100 đầu, thì mình xem thử là bao nhiêu hộp. Nhưng mà mình phải lên mình search ở trên mạng đó, nó nói là cái hộp đó bao nhiêu đầu nha. Tính luôn cái phần mà bấm bị sai luôn nha các bạn, tính luôn cái phần bấm sai luôn nha. Được chưa? Ok nha. Rồi, ok. Và khi mà các bạn làm cái báo cáo của lớp 1 nè, để mà nộp bài trên LMS, thì các bạn sẽ tạo cho thầy một cái framework. Và ở bên cái Royal này nè, ví dụ như là các bạn vẽ cái hình ra, vẽ hình ra, sau đó thì các bạn chọn file, các bạn chọn export, thấy nó ra PNG hoặc là JPEG, tức là file ảnh á, thì bạn xuất nó ra file ảnh xong, và mình chèn cái file ảnh này vào đây nè, nó ra sẵn cho mình luôn nè, lắp một vật lý nè, lưu lại đây, lắp một vật lý, ví dụ như là bên này logit, rồi file export, lắp một logit export. Rồi, như vậy mình chèn hai cái hình này vào framework của mình, một hình, hai hình, nó tự export, nó tự lấy đúng cái tên cho mình luôn, được chưa? Và mình chèn vô Word. Và cái câu số 3 của Word là gì? Là cái mà hồi nãy thầy nói các bạn ghi thêm đó. Xác định mô hình mạng LAN là hình sao hay là hình dạng bếp, rồi lựa chọn các thiết bị, mình dùng ADSL nào, mình dùng modem nào, mình dùng chip nào, bao nhiêu bọt, số hiệu của chip đó là gì, mình dùng dây 5E hay là 6E, cái dây 5E đó là mình đang tham khảo ở đâu, giá nhiêu tiền thùng, và nếu như mà cái hệ thống mình đang đi này thì bao nhiêu thùng là đủ. Thì các bạn cứ tưởng tượng giống như thầy hồi nãy thầy nói là từ góc phòng bên này qua góc phòng bên này là mình chọn bao nhiêu dây á, thì mình cứ hình dung lên, được chưa? Rồi tiếp tục mình sẽ dùng kèm bấm gì, bấm nhập tảo 50.000 cây, bấm xịn 2 triệu cây, kèm bấm nha. Rồi đầu bấm, đầu RG45 á, Shopee 30.000 hộp, đầu bấm xịn vô Phong Vũ mua 5.000 đầu, tùy các bạn chọn, dây cáp mạng 5E nhiêu thùng, và mình xài hết luôn cái hệ thống mạng của mình là hết bao nhiêu thùng, thì mình cứ bấm Excel ra, mình tính khoảng thử, ví dụ như đi cái dãy đầu tiên là mình cần khoảng cỡ 200 mét dây, đi dãy thứ hai thì mình cần 250, ví dụ như vậy, thì các bạn tính tổng hết thử là mình cần hết là bao nhiêu mét dây, thì nó ra bao nhiêu thùng, được không? Cái này là mình tính toán dựa trên cái mô phỏng của mình thôi. Và chúng ta đã có hoàn thành bài 3, và chúng ta hoàn thành xong lớp 1 rồi đó các bạn, được chưa? Cái bài mà 2 điểm cho thêm, ok, hello, bài 2 điểm cho thêm là xong rồi đó. Cái bài cài VCO là mình không cài là xong luôn rồi, là mình có 4 điểm luôn rồi đó các bạn. Mình làm hết mấy cái này xong là có được 4 điểm đó đó, được không? Đó, mình làm xong hết mấy cái mà thầy mới vừa trao đổi với các bạn xong là các bạn có được 4 điểm rồi đó. Dễ không? Dễ, ok. Khó đâu, khó đâu, khó.